Ngày 10 tháng 10, Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ án tra dượng bán chết con riêng của vợ rồi tự sát xảy ra trên địa bàn xã Lộc Bảo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 10, anh Phạm Minh Trường, 25 tuổi, ngụ xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, là con trai riêng của bà Nguyễn Thị Nở, đang đứng trước sân, thì bị cha dượng là ông Trần Quốc Toàn, 68 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, dùng súng tự chế bắn khiến nạn nhân tử vong sau khi bán chết con riêng của vợ, ông toàn khóa trái cửa, cầm súng cố thủ bên trong căn nhà. lực lượng chức năng đã vận động thuyết phục một tiếng đồng hồ nhưng không thấy tín hiệu nên đã phá cửa xông vào thì phát hiện đối tượng toàn đã tử vong trên nền nhà. được biết sau khi chồng mất, bà nở lấy ông trần quốc toàn. sau đó ông toàn về sống cùng nhà với mẹ con bà nở. thời gian gần đây giữa ông toàn và anh trường có xảy ra mâu thuẫn. Sáng ngày 10 tháng 10, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiến, huyện Nhà Bè và dự án khu dân cư ven sông ở quận 7. Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang và chín đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố Nguyễn Văn Thìn, 34 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, Hoàng Thị Tế, 30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Giang, Nguyễn Thị Hồng Liên, 24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, Võ Hoàng Luật, 33 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, về hành vi chứa chấp mại dâm. Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2022, Thìn quen tế qua mạng xã hội rồi chung sống với nhau như vợ chồng. Đến khoảng tháng 3, hai người cùng thuê khách sạn cũ để làm cơ sở vừa kinh doanh dịch vụ lưu trú vừa làm ổ chứa mại dâm. Sau đó, tế trực tiếp tuyển 5 gái bán dâm phục vụ khách tại khách sạn đồng thời đặt vấn đề ăn chia 50-50 tiền mua bán dâm với một kênh trực tuyến giới thiệu khách đến nhà nghỉ. Còn Liên và Luật được thìn thuê làm nhân viên lễ tân sắp xếp gái bán dâm phục vụ khách đến nhà nghỉ. Chỉ tính riêng ngày 12 tháng 6 đã có 32 lượt khách đến mua dâm tại ổ bán dâm của thìn và tế. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Y Huy, 18 tuổi, ngụ huyện Gromana, tỉnh Đắk Lắk, đây là đối tượng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ đánh sập các trang web của các cơ quan tổ chức và trường học ở tỉnh Đắk Lắc và một số địa phương. Bước đầu, Y Huy khai nhận bản thân nghỉ học giữa trường từ năm lớp 9. Đối tượng có sở thích lên mạng internet mày mò học cách đánh sập các website và tiến hành thực hiện mỗi lần đánh sập thành công một website nào đó, Y Huy sẽ dùng điện thoại quay lại, sau đó phát tán clip lên mạng xã hội để khoe thành tích. Bạn bè thấy vậy sẽ hỏi mua phần mềm và cách thức hướng dẫn thực hiện. Tiếp đó Y Huy bán phần mềm lấy tiền tiêu xài. Đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã 20 lần đánh sập các website của nhiều cơ quan tổ chức và trường học của tỉnh Đắk Lắc và một số địa phương ngoài tỉnh.